Ngày nay, nơi đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những túi ni lông như thế này để đựng hầu hết các loại hàng hóa, từ mớ rau, mớ cá, cho đến miếng bánh bò, bánh chuối. Không ai còn gói trong những miếng lá chuối, lá sen. Dù vậy, trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn vẹn nguyên những chiếc lá gói, dù đơn sơ, mộc mạc, nhưng chan chứa tình cảm quê nhà. Tôi chợt thèm một gói xôi bắp thơm lừng được gói trong lá chuối. Chợt nhớ đến quê hương, nhớ một thời các bà, các mẹ quê tôi chắc chiêu gói ghém tình yêu thương vào trong từng chiếc lá. Nói đến ẩm thực Việt thì vô cùng phong phú, đa dạng và hết sức độc đáo. Không những độc đáo thơm ngon nhờ những nguyên liệu làm ra chiếc bánh, mà chính những chiếc lá gói bên ngoài cũng góp phần làm nên sự tinh tế của một món ăn. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta lại chọn các loại lá để gói thức ăn và hàng hóa. Vì lá là một loại vật liệu dễ tìm, có sẵn, lại vừa vệ sinh và mang lại cho món ăn những mùi thơm đặc trưng. Có rất nhiều loại lá dùng để gói, nhưng ở miền Tây quê tôi, loại lá gói dùng phổ biến là lá mít, lá sen, và đặc biệt lá chuối được dùng gói nhiều loại bánh nhất. Cứ đến ngày giỗ ông bà hay Tết đến là bà con quê tôi lại gói bánh tét. Và dĩ nhiên, lá chuối là một vật liệu không thể thiếu. Những đòn bánh tét tròn đều đẹp mắt này chính là sản phẩm được làm ra bởi những bàn tay khéo léo. Ngoài việc giữ chặt những nguyên liệu bên trong, lớp lá chuối bên ngoài vừa tạo mùi thơm rất tự nhiên, vừa làm cho bánh có một màu xanh đẹp mắt nữa. Những tàu lá chuối xanh tươi trong vườn còn gắn với nhiều món ăn khác. Đâu thể thiếu những miếng lá chuối mỏng manh, dẻo dai như thế này nếu như muốn làm bánh ít. Có một điều đặc biệt, đó chính là muốn gói bánh thật dễ và đẹp mắt thì nhất thiết phải phơi cho héo một chút. Như vậy, khi gói bánh, lá không bị giòn và rách. Hôm nào trời không có nắng thì phải hơ lá như thế này đây. Quả là muốn làm được một món bánh thôi cũng đâu phải dễ. Ai đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ ở thôn quê thì chắc hẳn không bao giờ quên những loại bánh với mùi thơm lá chuối, làm nên một hương vị mà khi lớn lên đi xa, ai cũng thấy nhớ, thấy thương. Thương vì ở đó có những người mẹ, người bà gói ghém yêu thương trong từng chiếc bánh. Nhớ mùi hương lá chuối, lá sen. Những chiếc lá dân dã mộc mạc ấy đã gắn bó với người dân quê tôi từ lâu lắm rồi. Từ thế hệ này đến thế hệ khác đều biết đến những món ăn được gói bằng lá. Mỗi chiếc bánh thơm ngon còn thể hiện sự khéo léo, đảm đang của những người nội trợ. Còn với trẻ con chúng tôi, những tàu lá chuối cũng làm được nhiều trò lắm. Hễ nhà có nấu khoai là tôi lại túm cho đứa bạn nhà kế bên dài cũ. Bọn tôi thân nhau nhất mà. Tàu lá chuối quê lại cùng chúng tôi gói những tình cảm thân thương của tuổi thơ, vui vẻ, hồn nhiên. Có những lúc theo mẹ ra vườn chọc lá chuối, bọn tôi thường tranh nhau mấy sóng lá chuối to để làm súng, rồi chia phe ra giả đánh trận. Bọn tôi chọn một nơi thật lý tưởng để chiến đấu, phải có những bụi cây để nấp khi bị tấn công. Chúng tôi còn lấy những lá bông nước đội lên đầu như để ngụy trang nữa. Chiến sĩ Nhí nhưng cũng có kinh nghiệm lắm chứ. Tuổi thơ của chúng tôi đi qua,
cùng với bao kỷ niệm ngọt ngào, những trò chơi trẻ con nghịch ngợm. Hồi đó, trước khi lũ đổ về, là người cô gần nhà lại chèo ghe đi bán cá bóng trứng. Chiếc xuồng len lỏi trên sông nhỏ với một thao cá bóng trứng vừa bắt đêm qua còn tươi rói. Người mua không cần mang rổ, người bán không dùng các túi ni lông như bây giờ, mà dùng những lá môn gói cá vừa nhanh vừa tiện lợi lại chẳng phải tốn tiền. Bởi lá môn hiện diện ở khắp miền Tây, lá vừa to, dai, gói các loại cá tép thì rất tiện lợi. Bắp hầm. Sớm tôi, có người chuyên bán bắp hầm. Cứ mỗi khi bà đi ngang qua, cất tiếng rao, là chúng tôi mừng lắm, thế nào cũng được một bữa no nê. Trẻ con ở quê mà, những món xôi, món bắp như thế này đã là ngon lắm rồi. Còn với bà, đã nhiều tuổi rồi, đi bán cho vui với con cháu, chứ lời lớn thì có bao nhiêu. Ngày xưa, đâu có những cái hộp như bây giờ, bà gói trong lá chuối và muỗng làm bằng lá dứa. Vậy mà trẻ con trong xóm, đứa nào cũng mê món bắp hầm. Giữa trưa đang đói bụng, mà có một gói bắp bùi bùi, béo béo, thì ngon không gì bằng. Vậy là ngày nào cũng vậy, tiếng rao của bà cứ vang lên khắp đầu làng cuối xóm. Bắp ơi! Bắp ơi! Nhưng bây giờ, đâu ai còn bán xôi gói trong lá chuối nữa. Người ta bán xôi trong những chiếc hộp trắng tinh, vừa nhanh vừa gọn, và những chiếc lá gói dần bị lãng quên. Dẫu biết rằng ăn bánh rồi thì lá gói cũng bỏ đi, nhưng những mùi hương của nó vẫn ngạt ngào trong mỗi chúng ta, như tình của đất, của quê hương và tình của mẹ. Dẫu biết rằng cuộc sống có những đổi thay, nhưng làm sao quên mùi bánh ít, bánh tét thơm ngon. Làm sao quên những chiều mưa rủ nhau chơi đánh trận. Làm sao quên những chiếc lá đã gói trọn tình quê. Thuyền đồng Kiên Long sẽ chấp cánh đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Đồng hành, khát vọng, niềm tin, thành đạt, hạnh phúc và bền vững. Ngân hàng Kim Long sẵn lòng chia sẻ.